là trong một cái thế giới toàn cầu hóa và cái mối quan hệ tương tác phụ thuộc lẫn nhau đang rất là sâu rộng, và đặc biệt là nó hiện rõ trong những cái chuỗi giá trị của dệt may, thì chúng ta thấy là cái nguồn cung này, cái nguồn cung của mỗi quốc gia và của mỗi vai trò của mỗi cái công đoạn trong cái chuỗi giá trị này thì đều có ảnh hưởng rất lớn đến cái tổng giá trị của cái chuỗi giá trị này. Hay là muốn nói cách khác, tức là các cái sản phẩm dệt may của Việt Nam chỉ phải có tính phụ thuộc rất lớn vào trong các cái nguồn cung cũng như là trong cái khâu ở trong cái chuỗi nguồn này. Và đây cũng không phải là cái câu chuyện bài toán riêng của Việt Nam, mà trong chung cả ngành dệt may của cả thế giới, cái chuỗi giá trị của dệt may cả thế giới. Thế nên chúng ta cũng nhìn nhận và để chúng ta cũng biết được rằng cái thực tế này nó không phải chỉ đặt ra cho Việt Nam, mà chúng ta cũng phải biết được về chúng ta còn có toán tính để cho cái kế hoạch của hậu dịch bệnh cũng như là những cái biện pháp mà chúng ta sẽ khắc phục ngay trong dịch bệnh như bây giờ. Đấy điều chúng ta phải khẳng định. Chứ không phải là ông Việt Nam là như là cách cảm giác rất bi quan, tức là vì phụ thuộc Trung Quốc quá nhiều, thế nên là coi là chỉ có ông Việt Nam trả giá, thế còn là các ông khác là ông sẽ phải quán lành lặn và sau đó ông sẽ vượt thôi, ông lấy được thị trường của Việt Nam, không phải. Thế chúng ta cũng thấy rõ cái yếu tố của tính tương tác phụ thuộc với nhau trong cái chuỗi giá trị dệt may.